ra ngoài, bay lên trời là bay ra. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Bé Nụ và Cú Say. Đó thì hôm bữa là hai anh em này nó qua chơi thì nó hơi sợ. À, bữa nay thì đúng là hơi rung đó, cho nên hôm nay là quyết là bù đắp lại cho hai anh em, cho nên là đủ hai anh em nó qua chơi. Thì đó bây giờ thì anh với Hùng đội, Ngân với Dũng đội. Đó thì ở đây thì Ngân là người chơi, nó là người chơi nhiều nhất ở đây, người là chơi giỏi nhất ở đây, cho nên là mình quyết định cho với Dũng. Còn mình là dạng chơi yếu, hai anh em mình chơi yếu là sẽ một đội. Bây giờ kèo gì? Gãy lên. Kèo gì? Gãy lên. Đội nào thua thì dẫn cho mọi người đi ăn. Ok chưa? Đội nào thua là dẫn đội kia đi ăn. Ba đội kia đi ăn. Được chưa? Đâu bây giờ là tên ok, sao phải rém? Được chưa? Còn em tin tưởng vậy hay sai rồi. Tin tưởng được rồi. Tin rồi. Tao nghĩ là mày nên tự đi mua cho tao ăn đi. Ừ. Coi ngân, coi ngân ném này, coi coi. Coi ngân ném này, coi ngân ném. Ờ ném đi cú. Ôi 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 ôi. Ô, hay quá. Hay quá. Hơn tao rồi, vậy là hơn tao rồi. Ba cái, ba bốn. Con này lần là lần này té nè, té nè, té nè. Bù. Đâu hết đổ hết đâu vậy? Làm gì vậy? Ở chính rồi. Chính rồi. Được không? Ôi đừng đẩy, chết á. Nè, trời trời trời. Má nó đẩy chứ không, nó không đẩy là vô rồi đó. Mất dạy. Không, nhưng mà còn hơi thiệt. Đúng. Kiếm kèo, vô kèo chứ. Mới đầu tiên vô mà úp sò giải là không được, mọi người hiểu không? Ừ. Còn đây là đội bạn nói gì đi nè. Bảy cái rồi. Mình tự tin phần thắng của bên mày bao nhiêu phần trăm? Cái là thắng không? Hả? Bao nhiêu phần trăm là thắng? 97.85. Là được rồi, khá rồi. Giờ nó làm MV đó khó lắm. Ném mấy cú. Hiện tại là hết phần 1 là Ngân đang là người mà cao điểm nhất luôn. Bất ngờ vãi nhưng mà trong khi là nó ném rất là xa. Nó đúng. Mày ném rớt được một cái là tao nể luôn á. Gạt thì anh em áp lực bãi. Đù. Áp lực quá anh em ơi. Áp lực quá. Dở vậy ta. Cùi bạn chết rồi. Anh em dở vậy trời. Rồi thua điểm Ngân luôn kìa. Anh em cay thế nha. Cay thật anh em mà, hiện tại mình đang thua điểm Ngân luôn hả mọi người ơi. Xong rồi anh em ơi, xong. Hùng ngơ đi rồi. Đội bàn ghê quá anh em ơi. Chết mẹ luôn rồi. Đồ quá. Đó, đây là nó đang tìm nè. Đây mới là nó tìm. Go, go, go.
Rồi, đây nữa hả? Cái nữa không được điểm nào nè, không được điểm nào nè, không được điểm nào, không được cái nào. Chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn không được cái điểm nào. Một cái. Hai điểm là được thôi. Em bậy bạ hai điểm luôn rồi. Ngắn nữa. Hay quá anh em ạ. À. Còn một cái. Là dán chứ. Thôi vậy cũng được. Chị cho anh chị vô. Chị vô. Chị thấy gì vậy? Lao đầu ngã, cắm đầu đi hả? Dũng, 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 Dũng. À, được cái nào? Có điều gì nói về đội của mình không? Gãy đi, gãy đi, gãy đi. Gãy đi. Gãy lên, gãy lên. Gãy lên. Đáng không ơi. Nó lấy đà sang dữ không? Ô hay quá không ơi. Gãy lên. Gãy lên nào. Gãy lên, gà này gãy lên. Đây là đội bạn sau khi đang bắt đầu thua và bắt đầu có cái nét, bắt đầu sợ 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 rồi. Nét nào gì vậy sợ? Tự tin lên. Cái tầm, cái tầm. Cái tầm thì lúc nào nó cũng vậy đó. Này coi ném một phát hết luôn nè. Nè rồi. Thôi thả mới đi chứ ăn nhiều quá cũng không được. Rồi bắt đầu đến vô hàng quấy tiếp. Rồi bắt đầu đến ngân gãy to nè. Bé nụ, bé nụ. Rồi bé nụ ném, bé nụ ném nè, bé nụ ném nè. Coi nụ ném nè mọi người ơi, coi nụ ném nè. Coi nụ nè. Wow, không được cái nào luôn. Bé nụ đã bộc lộ bản chất thực sự của mình. Bé nụ đã bộc lộ bản chất thực sự của mình rồi mọi người ơi. Coi này, coi này. Không được cái nào tiếp. Không được cái nào tiếp. Rồi, ra hết rồi. Hết rồi. Rùa vậy. Rùa thôi. Má, sao nó không lẹm cho một xíu nữa ta. Ba mốt à? Có khác biệt à, không? Có đổi đội không? Con muốn đổi đội không? Thôi đổi đội đi. Cay quá. Đổi đội không? Đổi không? Đội bạn đã bắt đầu cay cay cay. Đó gì đó. Thôi thua đi. Thôi giờ mình kết thúc sớm đi. Không. Rất là ghê, nói chung là đội bên kia thì cũng cố chấp. Dạ quá. Biết rồi. Em nghĩ là con Ngân mà nó ăn được anh. Đó. Lên. Bây giờ là ném không trúng luôn nè, bảo đảm luôn á. Bảo đảm là không trúng luôn á. Mày mà ném trúng cái này thôi là tao dẫn đi ăn luôn. Khỏi đến cuối cùng.
với cái này nè, mới vui nè. Mấy bé nó mới cỡ rồi. Thì chưa bao giờ thấy ai mà dạ luôn. Thôi mình phải kiếm kèo anh em không? Phải kiếm kèo từ từ thôi. Thua rồi. Thua là cái chắc rồi chứ. Sao mà thắng được Ngân chả có bây giờ có cửa gì mà thắng được anh bất kỳ một lĩnh vực nào. Làm gì? Nói chung là mình mới nói với Ngân là nó sẽ không bao giờ thắng mình được bất kỳ một lĩnh vực nào. Nó thật sự luôn, không thể nào. Không có tuổi thật sự luôn. Không còn em lần nữa kìa. Hai đội Dũng ơi. Thôi hôn ném sơ sơ thôi em chứ thắng nhiều quá cũng kỳ em ơi. Mày khùng quá con kia. Mày mình đá vô hạ bồ của đối thủ vậy mày. Xấu mà. Nhanh đi. Ra ngoài rồi. Mình đập tay ngay cho nó cho đội bạn cây chơi. Thua thiệt chứ, thua giỡn chơi. Làm gì có cửa người ta mà chơi. 5-8 điểm là thua rồi á. Ôi vậy là được rồi, vậy là hay rồi. Bá Hồ nói rồi, tụi nhỏ làm việc nhỏ mà. Mình làm vậy là giỏi rồi. Gãy lên, phải gãy lên. Phải gãy lên thì nó mới... Rồi, gãy lên con. Cái này mà chắc chắn là không được một cái nào luôn. Bảo đảm là không trúng một cái nào luôn á. Coi nè. Chạy đi đâu? Nhìn cái màu là biết rồi. Ồ, mấy con gà công nghiệp này chán quá anh em ơi. Anh em nè, coi nè, nãy giờ thả nè, giờ là con này. Hơi xui thôi. Bây giờ bắt đầu từ đây là mình đánh thiệt này nha. Nãy giờ thả kiếm kèo. Ôi 63 điểm rồi hả? Không, 63 điểm không rồi. Giờ sao mà anh nghỉ chơi mình đi ăn nhanh cho người khác buồn à. Coi nè, mặc dù là 2 cái nhưng mà vẫn ném rớt được 2 cái luôn nè. Đến bé nụ. Bé nụ coi bé nụ nè, ra ngoài là cái chắc luôn. Cái này mà trúng là đi ăn luôn nè. Anh em ơi, mình vào hang thôi. Mình sợ con nụ quá rồi. Em ơi, mình vào hang thôi. Mình xấu hổ quá rồi. Mình không cho ai biết là mình là bạn nữa đâu. Coi ném bowling kìa, ném bowling như tát cá vậy. Ê, kỷ lục hết chứ. Hồi nãy giờ không ai ném hai lần mà không đúng được cái nào hết á. Ngân nó mới làm kỷ lục mọi người ạ. Thôi ra ngoài nè, coi ra ngoài nè. Trời ơi, coi kìa, được một cái luôn chứ không ít đâu. Rồi, ra ngoài luôn. Ôi trời, hết luôn kìa. Yeah. Nhảy đi, tăng.
trời là bay ra. Được một cái đó là tao nể luôn á. May mà ném rớt được cái đó là đi ăn luôn. Thua luôn, khỏi cần ấy nữa. Mấy đứa trẻ con gì? Mấy đứa trẻ con dễ tin vào lời người khác quá. Cái động lực, thằng này hả? Thằng có động lực không? Mấy đứa đang, mấy đứa đang thua cái tự nhiên vậy kìa. Mừng như được hồi á. Người ta chơi người ta thắng mới vinh dự không? Người ta nói vậy cho có động lực. Hình ảnh mới quan trọng. Đúng rồi, thực tế. Ngân nó không tâm tâm phục hậu phục. Sao đồ gì đồ kia có muốn nói gì trước khi mình ném không? Rồi còn gì nữa đâu mà khóc với sống. Hết hồn tụi nó mang nó canh đứng như gì mà không biết. Chơi mất mấy gì đâu mà cay, đúng không? Chị thấy mấy đứa ra lời nói nguy tính không bất cái chuyện. Cay cay, vậy là cay không cay, vậy là cay không cay. Hồng bây giờ nó lên nè, Hồng bây giờ lên 70 nè, 80 luôn nè, rồi xong. Ồ, rẻ rồi. Ê. Nó xoáy, 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 xoáy à. Bây giờ là kèo riêng nè, kèo riêng tao mày thôi nè. Tao không nghe mày. Cay rồi, cay rồi, cay. Thôi vậy là giỏi rồi. Giỏi rồi, giỏi rồi. Đủ. Hay quá, hay hay Dũng ơi, tụi nhỏ làm việc nhỏ mà không sao em. Bác Hồ dặn rồi. Ok, coi coi đồ bạn im không nói chuyện luôn mọi người ạ. À. Không thấy từ nãy giờ không thấy đồ bạn nói chuyện luôn. Đó, được hai cái là được rồi. Đó, vậy là được rồi Dũng. Một cái được rồi. Không mà đâu, trời. Không không quan trọng đâu. Không quan trọng đâu. Không quan trọng đúng không? À, bây giờ mình thất bại là của mẹ thành công quá. Cái này giờ có nghĩa là mình test thử nó hành nên là em dùng sức lực kiểu ui của mình để một bài test liêm sĩ rất là cao này, coi hùng nè, hùng nè, thấy chưa, một phát một gãy lên, gãy lên, gãy lên. Thì tao cũng lại chín, mày có 84 chứ mấy? 84 chứ mấy kệ tao. Chứ mấy. Không còn lần nữa kìa. Chị Hùng đừng lòng đầu đó em. Rồi trăm mấy rồi. Nói chung là cũng hên. Mình đang ngồi đây, mình ngồi đây đừng nói gì hết. Bây giờ là mới là thiệt, bây giờ sẽ nhám. Bây giờ là giỡn thôi. Không cha đâu, chơi thi nố mà vậy. Ừ, giống rồi. Thì đó. Không có lời qua ghi bàn chiến thực đi chứ. Bây giờ giỡn. Bây giờ chơi thiệt ai làm vậy trời. Chơi thiệt ai làm vậy. Hello mọi người. Hôm nay mình chơi một cái kèo cũng nhỏ nhỏ thôi mà không biết mà mấy bạn thua đi đâu rồi không ạ? Biết hả? Chắc là anh đi về cho anh thấy không lên tiếng lúc chơi cũng không thấy nói chuyện luôn. Thì thôi vậy thôi, chắc anh em mình chắc mình tự về, bên kia chắc cũng nhục quá, chắc về trước rồi. Không sao, thì thôi hello, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của Cô Say và Bến Nụ nha. Bến Nụ giờ nó nhục quá, nó về rồi mọi người ạ. Thì thôi nếu mà cảm thấy không, ví dụ như mình thực sự là nếu mà không có tiền hoặc là thua cay quá hay sao đó thì nói một tiếng đó mọi người. Nhưng mà tự nhiên không không, tự nhiên là đi về luôn, bỏ ngang đi về. Không nói không ăn gì hết luôn. Ở lúc chơi kiểu cay á, không nói không ăn. Thực sự nếu như mình nhục quá thì có thể là nhiều khi mình đập đầu vô trong cái chậu này, mình tự vẫn. Đó, thực sự mình nhớ là những cái câu đầu tiên gáy rồi, có kiểu những cái lúc mà mới ném lên đầu tiên á mọi người thả rồi. Thì hy vọng là bé nụ nó có coi được cái đoạn clip này thì nó cũng không nên cay nhiều lắm. Nói mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho kênh YouTube bé nụ nhục nhã nha mọi người. Ok. Chắc mày trốn được á.
chưa về hả? Ủa Ngân đang còn đây nè mọi người. Ủa nãy giờ bây giờ thấy luôn á. Ủa vậy là đi chung kèo thôi chứ.